Rồi, hello anh em nha. Thì bây giờ cũng tầm trưa nha anh em. Thì chúc anh em một buổi làm việc thật là vui vẻ nha. Bây giờ mình giới thiệu anh em vài con máy. Máy cũ anh em. Máy cũ đợt này về cũng được X iPhone 3 bát được vài cây này. Với lại Samsung Oppo cũng đủ 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 dòng. Nhiều nhiều một tí anh em ưng con nào thì alo cho mình nha. Thì mình cũng xin nhắc lại cái quy trình mua máy anh mình nha. Anh em cọc trước cho mình, cọc về theo 50k nha cho tới 100k nếu mà tùy theo những cái máy mà rẻ hay mắc nha. Thì mình sẽ tùy theo máy mình sẽ bao ship hay là không bao ship thì mình sẽ báo trên video luôn nha anh em. Và trường hợp vì rồi thì mình video đầu tiên bữa trưa ngày hôm qua thì mình có báo là anh em trường hợp mình bị mất hàng á, thì cái hộp dài này anh em, cái hộp đây mình gửi tới cho anh em này. Đa số mình thì mình làm cái hộp kiểu này, bỏ hàng trong đây rất là đàng hoàng, gửi cho anh em hai miếng xốp hai bên kẹp cái điện thoại ở giữa, rồi góc này mình bỏ cục sạc thì mình đặt cái hộp này theo kích cỡ anh em. Theo sạc thì vừa rồi có một cái đơn hàng ở Củ Chi mình gửi tới cho một bạn đấy, thì khách hàng tới thì cái hộp không còn sản phẩm bên trong và cái hộp rất là nhẹ nha anh em. Anh em chú ý nha, cái hộp của mình bỏ một cái điện thoại vô nó nặng tầm 2 lạng rưỡi cho tới 3 lạng rưỡi nha, tùy theo một máy nặng hay nhẹ thì nó từ 2 lạng rưỡi cho tới 3 lạng rưỡi tùy theo máy. Nhưng mà cái hộp đã đưa tới thì có một giấy, một cái bìa cạc tông người ta gói bên trong ra nè, người ta bị tráo máy của mình rồi. Mình đang liên hệ bên giao hàng để giải quyết cái vụ việc này rồi. Thì người ở giữa chỉ có một cái điện thoại mà mình lấy mất, còn miếng giấy cạc tông. Nên hôm nay mình có làm tờ giấy này anh em. Tờ giấy này con dấu bên kênh của mình, bên cửa hàng của mình nha, Di Động Hữu Phúc nha anh em. Thì thôi Di Động Hữu Phúc có mã số thuế của mình luôn. Thì mình sẽ có ký tên của mình luôn. Có nhiều cái mình ký hay là vợ mình đã ký tên. Đó, thì nó có hai cái mép để khui cục hàng ra, bên của mình đây là mép đây. Anh em giờ chỉ việc lấy vô làm cắt nhẹ là ra liền, nên là bộ shipper nó lấy rất là dễ dàng. Đây. Nên nó là lối lấy mép máy của mình rồi, hai bên đều tháo ra được nha anh em. Nên bữa nay mình sẽ dùng keo dán sắt hoặc là cái niêm bấm mình bấm ngay đây anh em, keo dán sắt nha. Đây, mình niêm ngay vô đây lại. Đó, từ đây mình kéo qua đây và có con dấu của mình luôn. Đây. Chia hết hai chỗ đây lại anh em. Đó, nó như thế này. Mình sẽ dán keo dán sắt kỹ hai khu vực này. Nếu mà tới nơi anh em thấy cái tờ giấy này một là bị rách này, hoặc là đối tờ giấy khác không có con dấu của mình nha, không có con dấu của mình cái thứ nhất, cái thứ hai là đã bị rách tờ giấy, dán keo chồng lên này nọ, thì anh em alo cho mình nha, không nhận hàng ha, không nhận hàng, alo cho mình để mình giải quyết bên giao hàng. Còn nếu mà anh em tới thấy mà nó còn nguyên vẹn ok thì chính xác là hàng của mình rồi nha anh em, anh em nhận giùm mình nha, mình rất là cảm ơn. Tại vì mình dán keo sắt nó thực sự anh em, nếu mà muốn lột cái giấy lên là nó phải rách cái bì đây, bọn nó sẽ dùng keo nó dán lại này nọ. Đó, nên là nhìn là biết ngay, thực sự là nhìn là biết ngay một cái mà riêng nguyên mới dán và dán chồng lại thì biết ngay anh em. Đó, nên là tránh trường hợp mình bị mất hàng hay cáo hàng. Rất cảm ơn anh em nha. Rồi mình xin phép quay máy đi. Đó là một cái mình khuyến cáo nhẹ để biết cho bọn shipper nó có lấy hàng mình hay không thôi. Thì đầu tiên này mình xin phép giới thiệu cho anh em cái con gọi thử máy gì đây anh em, iPhone 6 này. Mình về được hai con bypass này, hai con bypass iPhone 6 ha, iPhone 6 16GB, hai con bypass máy nguyên zin, máy đó là men zin nha, men zin sườn nhâm nhẹ xấu, sườn không có ken được, sườn thì hơi xấu xấu một tí, nhâm nhâm đó. Sườn nhâm nhâm xấu nha anh em, máy thì ok, mấy anh em dùng chơi game rồi thì vô tư rồi. iPhone 6 16GB hai con màn riêng nguyên đó, camera mình test thử cho anh em coi luôn, chụp hình ok luôn anh em, chụp hình rất là đẹp nha. Mười sáu GB iPhone bypass nha anh em, cấm tuyệt đối anh em reset lại máy nha, hoặc là cập nhật phần mềm nha. Anh em nghĩ ngay cái vụ mà cập nhật phần mềm với lại reset máy, tại vì nếu mà bị là nó bypass lại là anh em ráng chịu nha, mình không bảo hành cái vụ đó đâu nha. Cái này chỉ dùng cho anh em vô wifi chơi game chụp hình đó. Rồi anh em đăng nhập một cái tài khoản iTunes như đây này đó, tài khoản iTunes anh em nhập vào đây thì anh em sẽ tải ứng dụng về vô tư nha, vẫn tải vô tư đây, iTunes Store đây, anh em đăng nhập tài khoản của mình vô tải vô tư luôn. Rồi ngày mai chúng mình có một cái clip tạo tài khoản Apple để chỉ cho những anh em chưa biết, anh em dễ mà sử dụng cái tài khoản Apple nha. Cái này không vân tay nha anh em, máy này mất vân tay hết rồi nha, chỉ có chơi game này nọ thôi. Đây 16GB
Con này là máy Mỹ này, 16GB hết. Chỉ có hai máy anh em đang đặt tiếp về, mới vừa nữa về tầm 10 máy 20 máy nữa, nhưng mà cái này nãy giờ rất là chậm, một lần về vài cây thôi, không có nhiều. Về lúc nào mình đang lúc nói nha. Anh em quan tâm mấy dòng bay bát này thì cứ đăng ký kênh để xem những clip mới nhất từ kênh của mình. Đang liên tục nói dòng này, hôm nay anh em đặt rất là nhiều nhưng mà mình lại không có nhập được. Anh em có nói có thì alo, nhưng mà thôi, mình đang lên cho anh em xem, anh em nói nghe alo cho mình, chứ bây giờ nhiều máy quá, nhiều anh em đặt quá mình không biết ai là người nào đặt trước luôn, nên anh em thông cảm nha. Chỉ có hai máy thôi anh em, ngoại hình thì cũng còn ok đó, hai con như nhau hết. Giá là của nó là 1.050.000, bao ship kèm sạc cho anh em luôn, anh em dễ sử dụng nha, bao ship kèm sạc cho anh em. Anh em chỉ có 1.050.000 thôi là anh em có con i3 bypass chơi game vô tư, chụp hình được thoải mái luôn đó. Có hai máy thôi nha anh em là sớm thì alo cho mình nha. Tránh tuyệt đối anh em không reset máy nha, không bấm reset dòng 2 đây nè, thì reset đây nè anh em. Những anh em chưa biết thì mình hướng dẫn luôn nha, cài đặt này anh em, đặt lại nè anh em. Anh em tuyệt đối không được xóa nội dung và cài đặt lại nha đó. Ok nha, anh em mấy cái bỏ dòng đó nha, đừng có vô sử dụng cái đó nha. Máy này thì mình nghĩ tốt nhất anh em không nên cài mật khẩu, không nên vô iCloud, chỉ có đăng nhập tài khoản iTunes thôi. Đây, tài khoản iTunes này, anh em vô đây đăng nhập cho mình để tải ứng dụng về xài thôi, Zalo, Facebook này nọ, rồi anh em lướt web thoải mái luôn. Đó, đăng nhập tài khoản iTunes này vô là anh em sẽ xài được vô tư. Đăng nhập vô một cái, này chưa wifi. Đây, ok nha anh em. Rồi 1.050.000 bao ship cho anh em, kèm sạc luôn. Rồi tiếp theo là một con Oppo A37 này anh em, lạc được mấy A37 này, mấy nguyên zin nha anh em, vỏ zin luôn, nó hơi nhăm nhăm một xíu, nhẹ góc sườn nhẹ. Oppo A37 vỏ đẹp, kính đẹp, nhăm nhẹ thôi, không đáng kể. Camera test coi, rất là rõ cho anh em, camera rất đẹp nha. Đó, ok nha anh em. Camera wifi mình sẽ test kỹ những vấn đề này, rất sợ bị lỗi máy khi gửi tới anh em, rất là ngại luôn. Đó, camera wifi máy còn đẹp, kính đẹp. Đấy, Oppo A37 RAM 2 16, màn hình 5 inch, pin của nó là 2630, giá bán của anh em là 1250 nha, giá đã bao ship kèm sạc cho anh em, 1250 quá rẻ nha anh em. Ok, tiếp theo là một con Oppo A39. Oppo A39 RAM 3, bộ nhớ 32, màn hình 5 inch 2, pin của nó là 2009 nha anh em. Giá con này mà đẹp keng, thay mà thay vỏ đó anh em, vỏ sao thay mới như góc hộp luôn. Đây, giá của nó là 1550 nha anh em, giá 1550. Đó, mình vô cái camera cho anh em coi coi, giá 1550. Camera rất đẹp anh em, chụp hình sắc nét nha, ok luôn. Camera wifi test kỹ càng mấy vấn đề ra cho anh em, về anh em xài thoải mái hơn. Đó, rồi ok nha anh em, 1550. Rồi tiếp theo là con này đây, Oppo F7 nha anh em. Đây, một chú Oppo F7 vỏ sau zin, cắn nhẹ đó anh em, có những vết mốt nhẹ nhẹ. Đó, Oppo F7 máy nguyên zin, màn zin, kính zin, lông mèo nhẹ anh em, kính xước nhẹ nha, xước nhẹ không ai thua đâu, mình thấy cái này là quá đẹp. Con này để mình test cái camera coi, mình xài cái logo đây khó chơi ghê. Ok, cái phông khó xài quá, mình đang reset lấy máy lại đi, để nó lại cái phông cũ đi, phông cũ mình sẽ test con này sau cái máy kia nha, để từ từ chờ xíu nha anh em. Mình giới thiệu anh em con này trước đi, Oppo F1 V kép. Còn hai con thanh lý cho anh em giá nhanh luôn, RAM 3, bộ nhớ 16, màn hình 5 inch, pin con này là 2500 cho anh em, máy thay vỏ đẹp keng, máy thay vỏ đẹp keng sầu ăn luôn. Camera test thử camera cho anh em xem, đây anh em chụp hình ok nha anh em. Camera wifi, máy kính đẹp, lưng đẹp. Đó, men thì còn riêng chưa sửa chữa, ok luôn. Giá của nó là 1.300.000 nha anh em, giá 1.300.000. RAM 3 bộ nhớ 16 nha, RAM 3GB nha anh em. Con này game nhẹ nhẹ cho ok nè, giải trí rồi, giá quá rồi, RAM 3GB giá 1.300.000 thôi anh em. Ok nha anh em, một cặp
Rồi tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho anh em con Oppo Micro 5. Đây, con Oppo Micro 5. Oppo là gọi là Oppo Micro 5, để mình coi coi. A51 anh em. Oppo là con là A51 nha, Wi-Fi cực mạnh nha anh em. A51. Đấy, A51 Việt kép. Nắp sao riêng, trời nhẹ, sườn nhâm nhâm. Kính thì cực đẹp rồi, kính dán cực lực rồi anh em. Quá đẹp luôn. Camera thì quá rõ. Camera ok luôn. Oppo Micro 5 RAM 2 16, màn hình 5 inch. Pin của nó là 2420, con này bán nhanh cho anh em luôn nha, giá 1 triệu 2 nha. Anh em nào lấy thì alo liền cho mình, chỉ một máy duy nhất giá 1 triệu 2 anh em. Đó, Oppo Micro 5 giá có 1 triệu 2 thôi nha. Bao ship kèm sạc cho anh em luôn, cho nó máu. Tiếp theo là con Vivo V Y19 anh em. Đây có một máy Vivo Y19 màu xanh. Xanh nhạt nhạt này anh em. Máy rất đẹp, đẹp 99%, bảo hành cho anh em 10 tháng thôi, thoải mái sử dụng nha. Oppo Y19 của nó là V1915, RAM 6 của nhớ 128, màn hình 6.5 inch, pin 3.500, pin 5.000, màn hình 6.5 inch nha anh em, pin 5.000. Đây, ngoại hình của nó đẹp keng sầu keng luôn, không một vết trời nha anh em. Đó, lưng đẹp, kính đẹp, bảo hành anh em 10 tháng sử dụng, anh em không phải lăng tăng vấn đề này nữa. Mấy con bảo hành công ty thì anh em yên tâm rồi. Giá ra đi con này là 3.5 triệu nha anh em, bao ship kèm sạc cho anh em, giá 3.5 triệu. Chỉ có một máy thôi. Rồi đừng coi tiếp theo là máy gì đây. Thôi giới thiệu cho anh em con này đi, con F7 này đi. Rồi mình reset lại từ đầu anh em. Đó, màn kính đẹp keng nha anh em. Một hai xin lông mèo rất là nhẹ. Oppo F7, camera mình test thử thôi. Ôi má ơi, camera quá là rõ luôn, kinh dị quá. Đây là cái địa chỉ của mình nha anh em. Đó, địa chỉ của mình nha, ngã tư chợ Phước Cát 1, thị trấn Phước Cát, Cát Tiên, Lâm Đồng. Cái này thì anh em lỡ mà mấy cái trục trặc gì nọ, anh em cứ alo mình xong là gửi cái địa chỉ này cho mình nha, là mình sẽ đổi trả cũng như là bù tiền cho anh em những cái máy tùy theo nha. Đó, địa chỉ thì mình anh ghi, anh em dưới là ghi di động Hữu Phúc thôi. Rồi địa chỉ dưới là ngã tư Phước Cát, ghi số điện thoại mình ngoài là xong, thì sẽ gửi tới nhà của mình luôn. Đó, địa chỉ nó rõ ràng, anh em khỏi phải gọi điện cho mình máy công luôn. Đó, đây là Oppo F7, màn hình 6.2, RAM 4, bộ nhớ 64, pin của nó là 3.400 nha anh em. Pin RAM 4 của nhớ 64 nha. Pin là 3.400. Giá của nó là 2550. Con này để anh em giá 2550 nha. Giá cũng mềm thôi, 2550 cho anh em. RAM 4 64, Oppo F7, máy nguyên zin. Ok, chỉ một máy thôi nha anh em. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ để anh em tiếp theo giới thiệu anh em con gì đây. Đây, Samsung A30s anh em. Keng sạc nguyên zin. Còn bảo hành tới tháng 10. Bảo hành tới tháng 10 anh em, có ghi sale ra luôn. Tháng 10 2020, RAM 4 của nhớ 64, màn hình 6.4, pin 4.000 anh em. Con máy còn bảo hành công ty, con này giá 3.8 triệu. Samsung A30s giá 3.8 triệu, máy đẹp keng 99% luôn. Camera siêu nét. Camera siêu rõ nét luôn. Wi-Fi rồi thì con này là chắc khỏi chơi rồi. Rồi ok anh em. Chỉ có một máy thôi, bảo hành anh em còn tới tháng 10. Samsung A30s, máy đẹp keng sao em. Và có một con G7 Pro Gold nè anh em, vỏ trời này. Vỏ trời nguyên zin, mình chưa thay nha. Nếu anh em thích thì mình thay vỏ luôn. Con này thay vỏ thì thêm cho mình 200. 200k là như máy mới. Còn không thì anh em mua cái máy này xài thì fix được 200k cho anh em. Đó. Máy màn hình zin. Màn hình zin, vỏ zin nguyên hết. RAM 3, bộ nhớ 32, màn hình 5.5 inch, pin 3600 nha anh em. Giá ra đi em này là giá là 2 triệu tròn. Máy nguyên riêng 2 triệu, chụp hình đẹp keng. Chụp hình là màn hình camera quá rõ. Camera siêu rõ, Wi-Fi cực mạnh. Máy nguyên riêng giá 2 triệu anh em, G7 Pro. Vỏ trời. Ok nha anh em. Và tiếp theo là mình có được ba con A70 nè anh em. Đây này. A70 này, 1 2 A70 đẹp keng sao beng luôn. Hàng công ty, còn bảo hành con nào cũng bảo hành tới tầm 5 tháng cho anh em hết. 4-5 tháng cho anh em sử dụng hết. Và một máy ở trong full box này. Cả full box này mát hơn 100.000 nha anh em. Đó. Để mình test thử một coi thôi nha. Từ 3 coi thì anh em như nhau hết. Anh em thích cái nào đó ha. Em sạc đồ đầy đủ hết cho anh em. Đó. Máy như này anh em. Đẹp keng sao beng nha. Tầm 98 cho tới 99%. Máy còn bảo hành hết. Con nào bảo hành cho anh em 5 tháng, 6 tháng sử dụng thoải mái.
không vấn đề hết nha, bảo hành 6 tháng luôn cho nó máu đó. Máy máy này mình đâu có sợ gì đâu, trục trặc gì đâu, cái dòng này mà cũng bảo hành cho anh em, tự còn anh công ty không ngại đó. Chụp hình thì quá này rõ nét luôn. A70 màn hình 6.7, RAM 6 bộ nhớ 128, pin của nó là 4.500. Đợt này bán rẻ cho anh em luôn. Hai em mấy trần đây? Mấy trần kẹp sạc. Giá 5.2 triệu. Giá 5.2 triệu nha anh em. Xài giá cho anh em luôn nhanh. Ba mấy xài nhanh luôn. Giá của nó là 5.2 triệu. Còn cái em full box là mắc hơn 100.000, 5.3 triệu. Ok anh em nhớ nha. Em full box thì 5.3 triệu đi. Đó. Bảo hành 6 tháng cho anh em sử dụng. Ok. Ba máy anh em lựa chọn thoải mái nha, không vấn đề hết, máy đẹp keng hết, 99% bảo đảm cho anh em tới nhà, không vấn đề gì nha. Rồi clip này chắc mình xin phép tạm dừng ở đây đi. Những anh em chưa đăng ký kênh nhớ like video, bấm đăng ký để đón xem những clip tiếp theo từ kênh mình nha. Rồi thân ái chào anh em, hẹn anh em những clip tiếp theo.